Giới tiên tri nhận định tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, tháng 4 năm 2022, đến thời thoát khổ, giàu nứt đố đổ vách. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với Phong thủy Gia Cát. Và thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của top 12 con giáp, thì con Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy mà những người tuổi Nhâm Tuất đa số họ sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ, kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Và về sau thì họ cũng có được những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy tuổi Nhâm Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng mà nếu như mệnh chủ, chúng ta chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, chỉ cần nắm bắt được vận mệnh của mình, thì những gia chủ tuổi Tuất, Nhâm Tuất trong năm 2022 này thì chúng ta vẫn sẽ có được cơ hội để có cho mình có thể phất lên như là diều gặp gió vậy. Và hơn nữa được cục diện tam hợp với thái tuế của năm, nên nhất định rằng trong năm 2022 Nhâm Dần thì những gia chủ tuổi Nhâm Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần, và từ đó thì vận trình công danh sự nghiệp được hanh thông, con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở thanh thang. Và để nắm rõ được vận trình của những gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong tháng 4 âm lịch này thì xin mời tất cả quý vị hãy theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Những gia chủ tuổi Nhâm Tuất vốn thông minh, giỏi chịu đựng, hầu hết người tuổi Nhâm Tuất đều được mọi người quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất những người này lại khá nóng nảy và cứng đầu, mà họ cần phải tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Nhâm Tuất làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành quả nhất định. Trong công việc, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, mệnh đại hải thủy, là người khiên cường, ham học hỏi. Họ quan trọng ý kiến của người đi trước và tích cực học hỏi kinh nghiệm của tiền bối để tự bồi dưỡng cho mình. Cũng nhờ thế mà con giáp này tiến bộ rất nhanh trên con đường mình đã chọn và có được những điều mình mong muốn bằng chính sức của mình. Họ là người có khả năng nhìn xa trông rộng, biết đặt ra những kế hoạch dài hơi cho bản thân. Đã làm gì thì sẽ làm đến cùng, cũng yêu thích và đam mê công việc của mình. Mọi chuyện họ làm đều theo kế hoạch, nhờ thế mà khả năng thành công cũng cao. Tháng này với tuổi Nhâm Tuất vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc, tuy nhiên năm mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ nên tin người, cần đề phòng giấy tờ và vật có giá, tình cảm gia đạo yên vui. Nữ mạng tuy có âm phủ dương trợ nhưng do vận xấu chưa nên thực hiện các mưu sự mới. Thời điểm này bạn cũng có nhiều cơ hội để thăng tiến, khẳng định được vị trí của mình, vai trò của mình trong công việc và có cơ hội được thăng chức tăng lương, lãnh đạo cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Ất Âm Mộc nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây chính là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Nhâm Tuất, và nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt thì tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi cho thấy người tuổi Nhâm Tuất có cơ hội được tăng lương thăng chức trong tháng này. Bạn chỉ cần dựa vào sức của mình, không ngừng quyết tâm cố gắng vượt qua mọi khó khăn thì sẽ chinh phục được lòng tin của lãnh đạo và đồng nghiệp. Tuy nhiên, cần phải chú ý rằng để đạt được thành công như mong đợi, bạn cần phải cố gắng hơn mọi người rất nhiều. Đôi khi bạn có thể rơi vào tình trạng lao lực và vất vả. Ngoài ra, bạn có thể bị tiểu nhân hãm hại gièm pha, khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh và chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi vậy là có hại cho chính mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, theo tử vi tài lộc của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 2022, tài chính của người tuổi này không có nhiều biến động trong tháng 4 năm 2022 âm lịch. Gia chủ vẫn duy trì được mức lương từ trước đến nay, nếu đạt được thành tích xuất sắc trong công việc, có thể nhận được thêm những khoản thưởng nóng hoặc tăng lương. Người làm đầu tư kinh doanh
hoặc buôn bán bất động sản cũng có cơ hội thu lời từ số vốn bỏ ra trước đó. Bạn cần nhanh chóng nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại gièm pha, để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội phát triển. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Con giáp này cần phải lập kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không đáng có. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tử vi tháng này cho rằng tháng 4 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Nhâm Tuất không cẩn thận. Đây chính là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm việc quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành cũng cần phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho công việc nghỉ ngơi. Và không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống tập luyện. Các quý gia chủ tuổi Nhâm Tuất hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Nhâm Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Năm 2022 là năm khá đào hoa đối với tuổi Nhâm Tuất. Người độc thân nên nhân cơ hội này để mở rộng các mối quan hệ của mình. Bạn nên cho người khác cơ hội được tiếp xúc gần gũi với bản thân. Đồng thời, nếu đem lòng yêu mến ai thì nên chủ động tiếp cận, chủ động bày tỏ, không nên để lỡ mất thời cơ tốt. Với những người đã có gia đình, vợ chồng bạn đã biết bao dung và lắng nghe nhau nhiều hơn, vậy nên số lần tranh chấp mâu thuẫn có dấu hiệu giảm hẳn. Bạn biết quý trọng gia đình mình và luôn cố gắng hết sức để gia đình ngày càng tốt đẹp hơn. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuổi Tý. Đối với những người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 4 năm 2022, tức ngày 3 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 4 năm 2022, tức ngày 15 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 4 năm 2022, tức ngày 27 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức lưu ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 4 năm 2022, tức ngày 2 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 4 năm 2022, tức ngày 14 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 4 năm 2022, tức ngày 26 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao.
hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những quý vị tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982 trong tháng 4 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị đã biết là mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công. Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy luôn áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để thay đổi vận trình của mình ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.